Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào bạn đến với kênh CD2 Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube. Mình là Toàn đây. Đến với cái video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cách đặt tiêu đề video. Đây thực sự là một cái rất là quan trọng. Nếu như các bạn muốn video các bạn được nhiều người quan tâm và nhiều người theo dõi thì tiêu đề video góp phần không nhỏ. Và để đặt một cái tiêu đề video cho nó hay và nó thu hút người ta click vào cái video của bạn trên danh sách tìm kiếm của YouTube hoặc là trên danh sách những cái video được đề xuất, thì nó cần cũng phải có một vài cái yếu tố sau đây. Thứ nhất, các bạn nên biết rằng một cái tiêu đề video hoàn chỉnh thì nó cần phải có những cái thống nhất về mặt từ khóa, về mặt hiển thị ở trên kênh YouTube các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đặt tên tiêu đề video nha. Đầu tiên thì đặt tiêu đề video, mình sẽ cho các bạn 5 ý ha, 5 ý để có thể đặt một cái tiêu đề video hoàn chỉnh và hiệu quả nhất. Rồi, thứ nhất, tiêu đề video các bạn phải nhớ cho mình là không nên spam từ khóa. Để đặt một tiêu đề video, các bạn hãy làm theo cách này ha. Thì trên YouTube nó hiện rất là nhiều video, và làm như thế nào để video của bạn thu hút người xem, người ta click vào xem, thì bạn phải tận dụng cái nội dung video của các bạn á. Các bạn để ý ha, các bạn chỉ click vào một cái tiêu đề video các bạn xem chi tiết khi bạn thấy đọc tiêu đề xong bạn hình dung ra được nội dung bên trong, đúng không? Và hãy tận dụng cái điều này. Ở mỗi cái video các bạn hãy cố gắng tìm cho mình một cái đoạn nào hay nhất, một cái gì đặc biệt nhất trong cái video, các bạn hãy đưa nó làm tiêu đề video. Nó giống như là phần giới thiệu về nội dung intro của video đó vậy. Các bạn nhớ ha. Bởi vì nếu như bạn chỉ đặt một cái tiêu đề video bình thường như những cái tiêu đề video khác thì không có sự gì khác biệt ha. Bởi vì quyết định người xem có click vào một cái video hay không là nó phụ thuộc. Chưa cần người ta xem nội dung thì nó hai cái yếu tố mà quyết định người ta có click vào xem một cái video hay không. Thứ nhất là về tiêu đề video, thứ hai là về ảnh thu nhỏ, đúng không? Hai cái này mà các bạn làm tốt thì chắc chắn người ta sẽ click vào, người ta xem cái video các bạn. Nên mỗi video các bạn hãy rà soát lại nội dung của cái video đó và hãy tìm một cái đoạn, một cái khúc nào đó nó hay nhất của cái video đó, một cái sự kiện hoặc là một cái nhân vật nào đó xuất hiện trong video các bạn, hãy đưa nó vào cái tiêu đề video ha. Nhớ nha, đó là bước thứ nhất. Tiếp theo, ở cái phần đầu tiên của cái video các bạn á, nó giống như là cái phần intro á, các bạn hãy cắt nhỏ một cái đoạn để đưa cái phần nó lên đầu tiêu đề video. Ví dụ như các bạn đặt là bất ngờ khi đến khu du lịch ABC gì đó, và ở khúc đầu đó các bạn hãy cắt cái đoạn của khu du lịch ABC đó, các bạn đưa vào khoảng 10 giây. Thì khi người ta ấn tượng bởi cái tiêu đề video các bạn, người ta click vào xem, thì ở 10 giây đầu người ta đã thấy được, ồ, đúng là video này nó có cái nội dung này, nó đang rất là đặc biệt, và người ta sẽ ở lại xem video các bạn. Đó là cách mẹo đặt tiêu đề video theo một cái sự việc hoặc là một cái nhân vật hoặc là một cái gì đó đặc biệt trong cái video các bạn ha. Thì đó là đầu tiên. Thứ hai, hãy tận dụng cách đặt tiêu đề video bằng những cái từ khóa ngách ha. Từ khóa ngách thì các bạn biết rằng YouTube nó cho các bạn đặt video một tiêu đề rất là dài, và hãy tận dụng hết những cái mà YouTube nó cho các bạn để các bạn đặt tiêu đề video. Thường thì những bạn đặt tiêu đề video, các bạn không có đặt hết độ dài của tiêu đề YouTube cho phép, mà các bạn đặt rất ngắn, rất là phí ha. Hãy tận dụng đặt tiêu đề video chứa từ khóa chính và những cái từ khóa liên quan, từ khóa ngách, không đặt quá dài ha. Nhưng hãy tận dụng, ví dụ như các bạn đặt từ khóa chính ở đầu video ha, xong các bạn phẩy hoặc gạch ngang gì đó, từ khóa phụ liên kết với từ khóa chính. Đó là cách đặt tiêu đề video rất hay, mình hay đặt như vậy. Rồi, thứ ba nữa các bạn nhớ nha, đặt một cái tiêu đề video nó phải là hợp lý và tự nhiên nhất, không nhồi nhét từ khóa. Nhiều bạn đặt một cái tiêu đề video không phải là một cái đoạn văn nói bình thường mà các bạn cứ lồng ghép từ khóa phải, thì đó là một cái các bạn lưu ý nha. Đặt như vậy thì
sẽ dính vào spam tiêu đề đó các bạn. Rồi rồi cái nữa là các bạn hãy tận dụng những cái kênh lớn. Nếu như các bạn chưa biết đặt tiêu đề video như nào, hãy tìm một cái từ khóa nào đó các bạn đang làm chủ đề đó ha, tìm cái từ khóa đó xong các bạn hãy lên trên YouTube các bạn tìm những cái kênh lớn á, và hãy xem những cái kênh lớn họ đặt tiêu đề video như thế nào ha, đặt như thế nào rồi bạn bắt chước. Thường khi bạn tìm một cái từ khóa trên YouTube thì nó sẽ ra rất nhiều video của những kênh lớn đúng không, thì hãy xem cách họ đặt từ khóa chính của họ là như thế nào và họ đặt từ khóa phụ như thế nào, hãy bắt chước họ. Đó là cách mình cũng hay làm. Rồi còn rất nhiều cách đặt tiêu đề video khác nữa ha. Mình sẽ cập nhật ở những cái video sau. Hẹn bạn ở clip sau, mình sẽ cập nhật thêm những kiến thức mới về YouTube. Nếu bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để mình có động lực làm clip tiếp theo cho các bạn xem nha. Chào bạn, chúc các bạn thành công.